mình quyết định là mọi người đâu hết rồi, quyết định là vào Vinh Cơm Xuân Khánh, Vinh Cơm Xuân Khánh để ăn kichi kichi. Nó đang xuống mà thì người ta bấm. Muốn ăn gì? Đây là muốn ăn gì? Ok, lấy đi. Bỏ bỏ vô lẩu. Người ta đem lẩu ra thì mình bỏ. Nấm. Không biết. Lấy này là đúng không? Lấy đi, lấy đi. Cái gì cứ lấy. Lấy này hả? Tiếp. Lấy gì chứ lấy này? No. Lấy này nè. Tùy, chơi gà thích thì chơi gà sang. Kiếm quả hả chị? Kiếm quả. Đồ tiêu á. Chắc đang bận á, nãy nói chuyện với chị rồi. Lấy này nha. No. Trả tiền sao? Ô của anh chưa? Cái gì? Heineken. Heineken có mà phải không có trong combo. Chuẩn bị thịt, chuẩn bị thịt để dành bỏ vô. Nướng mà sôi là quất liền. Làm ly lệ lên coi.
cơm Xuân Khánh. Tụi mình đang trên đường đi bộ về, vì bút taxi không có chiếc nào mà chở. Tập thể dục. Tình hình lùng đi như vậy là chỉ vòng vòng một tiếng sau là lùng lại đói bụng rồi. Cho dù lúc nãy lùng ăn rất là nhiều, ăn tới quản lý nó đứng kế lùng luôn. Nó nghi ngờ một người bình thường không thể nào ăn nhiều được như lùng. Lùng quay xuống chào khán giả rồi lùng. Lùng ơi, tao coi mặt cái coi lùng. Mặt vui vẻ coi là youtuber mặt quậy chó. Trên đường đi thấy cái quầy nón bảo hiểm đẹp quá, nón bảo hiểm Nhật Tân. Ghé vào mua cái nón bảo hiểm. Ủa, có mua ở đây bao giờ chưa? Nó màu vàng à? Nó màu vàng không? Nó này bao tuổi vừa, có vẻ này nhỏ hơn. Nón này bao nhiêu vậy chị? Nón xanh. Hay nón nằm vậy hả? Thì nó có bảo hành 2 năm. Dây nút ống khóa vậy, đem lại sửa miễn phí 2 năm. Dạ, em nó xanh. Không quên được The Alley. Em The Alley quá. Tưởng The Alley.